Trong cái bao mà thi mang theo cái cối á. Cái chai mình cầm này. Giờ đi bộ hơi bị mệt đó các bạn. Đuối luôn ạ. Ở trong này có suối nè các bạn. Bà con người ta trồng cà phê, trồng bắp, trồng đậu, nói chung là đầy đủ. Chỗ này có mấy gốc cây đẹp quá ha. Chỗ này chắc có cua nhiều nè, cua cá nhiều nè. Đây là trái cóc các bạn, cóc rừng à, cóc rừng đó. Chín rồi, mới đi hái về, bây giờ ảnh sắt vô đây để giã nát chung với ớt mình dạo này á, để ướp với cái lên con cá rô phi để nướng. Đó. Đây đây đây, để mình một cái chưa? Ừ, ăn đi. Đó, chua chua. Ôi cha trời, cóc rừng chua trời sợ luôn các bạn ơi. Công nhận mấy cái cóc rừng nó thơm ghê ha. Thơm khiếp. Cái vỏ mà nó mỏng dính à.
ướp cà rốt phi nha các bạn. Nhét vô trong kẽ cho nó thấm vào trong cái ruột. Tứ không thì chia đều ra không nó đủ quá. Có bật rào ớt nhiều cây chặt cây không dở đâu. Cái này ăn này sẽ vừa chua vừa cay nha các bạn. Ướp trong cá này bao gồm có những gia vị như sau: trái cóc rừng, muối, bột ngọt, ớt, củ nén, xà xả. Cái nước để quét lên con cá rô phi đây là xì dầu dầu phụng nguyên chất nha. Dầu mình mới ép ra luôn nha, mình không cần khử. Còn mà các bạn mà để lâu rồi các bạn phải khử nha, còn mình dầu mới ép ra nữa, còn khỏi cần khử. Phải nướng từ từ cho nó khô chứ phải nướng nhanh không được đâu. Quét nhiều lần chứ nó không phải quét một lần đó các bạn ha. Quét đến khi nào mà cá nó giòn luôn á, ăn nó mới ngon được. Đã chưa cá nướng đã các bạn. Mời các bạn cùng cá vui với anh em mình nha. Rồi mời anh lớn tuổi anh đứng lên. Rồi mời nha, mời các bạn nha. Ơn các bạn, hôm nay mình uống rượu chén quá ngon. Đây, mời các bạn ăn cá nướng, rượu phi nướng á. Quá ngon các bạn, thơm lắm. Cá nướng, rượu phi á các bạn ạ. Ồ, đã vậy trời. À, sao sướng vậy lão đệ. Ăn hết cả xương các bạn ạ. Ui trời. Nhậu sướng các bạn, anh em mình nhậu các bạn thấy không? Đó, có chỗ rửa tay luôn không? Nước chảy trong veo. Ui, thơm quá. Ui, rất ngon.
Thèm quá rồi. Thèm quá mà. Ui, cái người thèm là tôi chứ không phải là ông đâu, lão đệ. Ngon quá. Các bạn có đồng ý với mình không? Ui trời ơi, lão đệ ăn ngon, cái thằng quay phim nó thèm dễ sợ luôn. Ui còn à nữa kìa. Rồi mời nhá, mời các bạn nhá. Điều này. Ui, con nóng đâu mà thổi. À, má đỏ. Quá ngon. Hôm nay mình đi bộ đẩy chơi con chó của anh sau lưng này bạn ơi. Sau lưng mình á. Mà là con cái con chó này nó không biết nói tiếng Kinh đâu. Nó nói theo tiếng đồng bào luôn. Để mình quay cái máy cho bạn xem nha. Đây này. Đó, đứng sau lưng mình đó. Đó. Thấy không? Để mình nói nó ra. Sâu. Bức canh hả? Sâu. Cây. Cây cây cây. Canh hả? Nè. Canh. Bứng á. Bứng canh hả? À, nói tiếng đồng bào nó hiểu, nói tiếng Kinh nó không hiểu đâu bạn. Bưng canh là biểu nó ăn cá đi á, sâu là chó. Phải á. Đó. Hơi sáng. Cá mỡ chảy rồi. À, đâu đi con này. Nhà nó hơi nước ngọt à, đầu thơm. Ừ, cái gì? Ừ, nè. Ừ, đó. Ừ. Lão đệ là số 1. Những cái rất ngon. Hết rồi à? Hết rồi. Đó, ăn đi. Ừ. Kia nào. Ăn thế. Mời mời nha. Đó. Còn cái làm ha, ăn càng chết. Ừ, đó ạ. Ăn cái lúc này á. Làm ăn nó kẹt rồi. Có chương trình mình vô rảnh mà thấy chơi đến đây kết thúc. Xin tạm biệt bạn. Bye.